giống như nhiều đứa con của Seth với những bà mẹ phàm trần, những năm đầu của Perseus đầy biến động và bất hạnh. Trước khi Perseus ra đời, Arisius, vua của Argos, đã được cảnh báo rằng một ngày nào đó ông sẽ bị cháu trai mình giết chết. Arisius do đó đã bỏ tù đứa con duy nhất của mình, Danae, để ngăn cản cô có con trai. Nhưng Zeus lại đem lòng yêu Danae xinh đẹp và đến thăm cô như một cơn mưa bụi vàng. Ít lâu sau, Danae sinh ra Perseus. Arisius vẫn lo sợ trước lời tiên tri rằng mình sẽ bị cháu trai giết chết, đã nhốt Danae và đứa bé Perseus vào một chiếc rương rồi ném xuống biển. Chiếc rương trôi nổi trên biển trong nhiều ngày, cho đến khi cuối cùng nó dạt vào bờ biển trên đảo Seriphos. Ở đó, Danae và Perseus được tìm thấy bởi Dictys, một ngư dân và là anh trai của vua đảo Polydectes. Dictys tốt bụng đã nhận Danae và giúp cô nuôi dạy Perseus. Khi Perseus trưởng thành, Polydectes, vua của Seriphos, đem lòng yêu Danae. Tuy nhiên, Danae không muốn kết hôn với Polydectes và Perseus đã bảo vệ mẹ mình khỏi những âm mưu của Polydectes. Polydectes sau đó đã lên kế hoạch loại bỏ Perseus. Một ngày nọ, Polydectes tổ chức một bữa tiệc lớn. Tại đó, mỗi vị khách được yêu cầu mang đến cho ông một món quà. Polydectes yêu cầu Perseus phải mang đầu Medusa đến cho hắn. Đây được coi là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Medusa là một trong ba quái vật được gọi là Gorgons. Chúng có đầu bị rắn bao quanh thay vì tóc và ánh mắt của chúng biến con người thành đá. Không chùn bước trước nhiệm vụ khó khăn, Perseus hứa sẽ mang về cho Polydectes chiếc đầu của Medusa. Trong hành trình tìm kiếm Medusa, Perseus được hướng dẫn bởi nữ thần Athena, con gái của thần Zeus, và do đó là chị gái cùng cha các mẹ thần thánh của anh. Athena giải thích với anh rằng chỉ có Hesperides, những thiếu nữ canh gác khu rừng Hera, mới có thể cho anh biết nơi tìm Medusa và các Gorgon. Được Athena hướng dẫn, Perseus đến thăm Rhyae, chị em của Gorgon, để tìm hiểu tung tích của Hesperides. Rhyae là ba bà già có chung một con mắt. Perseus lẻn đến Rhyae và cướp đi con mắt của họ. Anh chỉ đồng ý trả lại sau khi họ cho anh biết nơi tìm Hesperides. Khi Perseus đến Hesperides, anh được trao một chiếc túi đặc biệt có thể mang đầu Medusa đi một cách an toàn. Các vị thần khác cũng giúp Perseus cho nhiệm vụ của anh. Từ Athena, anh nhận được một chiếc khiên có khuôn mặt bóng loáng. Từ cha mình Zeus, anh nhận được một thanh gươm không thể gãy được. Từ Hades, anh ta nhận được một chiếc mũ thần khiến anh ta trở nên vô hình. Cuối cùng, từ Hermes, anh nhận được một đôi dép có cánh. Được trang bị như vậy, Perseus đi đến hang động của Gorgon. Khi tìm thấy Medusa, anh ta tiếp cận cô ấy mà không biến thành đá bằng cách nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô ta trong chiếc khiên của Athena. Sau đó, anh ta chặt đầu Medusa bằng thanh kiếm của Zeus. Khi máu của Medusa đổ xuống đất, con ngựa có cánh Pegasus và anh trai Rhysaor đã ra đời. Sử dụng chiếc mũ tàng hình của Hades, Perseus giật lấy cái đầu bị chặt rời của Medusa và trốn thoát. Trên đường về nhà, Perseus đã đi qua Ethiopia. Ở đó, anh chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ và khủng khiếp. Một cô gái trẻ xinh đẹp bị trói chân chuông vào một tảng đá, chờ đợi một con quái vật biển từ dưới sâu trồi lên và ăn thịt cô. Cassiopeia, nữ hoàng của Ethiopia, từng khoe rằng mình đẹp hơn 50 cô gái, con của thần biển Nereus. Điều này khiến Poseidon tức giận. Ông đã mang đến sự hủy diệt cho Ethiopia và sẽ chỉ được xoa dịu nếu Cassiopeia hy sinh con gái Andromeda của mình cho hắn. Do đó, Andromeda bị xích ở rìa biển để hiến tế cho con quái vật biển Cetus của Poseidon. Đây là khung cảnh diễn ra khi Perseus đến Ethiopia, tiếp cận Cassiopeia và chồng cô là Cepheus, vua của Ethiopia. Perseus đề nghị cứu mạng Andromeda để đổi lấy cuộc hôn nhân của cô. Cassiopeia và Cepheus đồng ý. Pegasus sau đó đã giết Zetus và giải thoát Andromeda. Tuy nhiên, đám cưới của Perseus và Andromeda đã bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của chú cô Phineus, người ban đầu đã đính hôn với Andromeda. Một cuộc cãi vã nổ ra, cuối cùng Perseus đã biến Phineus và những kẻ ủng hộ hắn ta thành đá bằng cách cho họ xem đầu của Medusa. Perseus cuối cùng đã quay lại Seriphos cùng với cô dâu mới của mình và được tin Polydectes vẫn tiếp tục theo đuổi mẹ anh, Danae. Perseus quyết định chấm dứt ham muốn đáng tội của Polydectes một lần và mãi mãi. Đến cung điện của hắn, Perseus cho vị vua dâm đảng xem món quà mà chính ông ta yêu cầu, cái đầu của Medusa. Polydectes không tin, nhìn vào đầu Gorgon và biến thành đá. Sau khi lập Dictys làm vua của Seriphos thay cho anh trai Polydectes, Perseus trở về Argos, vương quốc của ông nội Arisius.
Tuy nhiên, khi Arisius biết được sự trở lại của Perseus, ông đã trốn khỏi thành phố vì vẫn sợ hãi trước lời tiên tri đã tiên đoán rằng ông ta sẽ bị cháu trai mình giết chết. Khi Perseus đang tham gia các trận đấu thể thao ở thành phố Larissa, anh ta đã ném một chiếc đĩa trúng vào một ông già trên khán đài và giết chết ông ta ngay lập tức. Sau này người ta phát hiện ra nạn nhân không ai khác chính là ông nội của anh, Arisius. Điều đó vô tình ứng nghiệm lời tiên tri. Đau buồn, Perseus chôn cất ông nội và trao vương quốc Argos cho người anh họ Megapenthes.